Hello, xin chào các bạn. Các bạn ơi, thì từ nhỏ tới lớn, ai cũng có ước mơ, mộng tưởng để ôm ấp ủ hoài bão. Lớn lên là một điều gì đó lớn lao, to bự, khổng lồ, khủng bố, chà bá bự. Và mình cũng vậy. Hồi nhỏ mình rất thích chơi những món đồ chơi điều khiển từ xa, thích những con thuyền điều khiển từ xa, thích những máy bay, thích siêu nhân, các kiểu. Nói chung cái quần gì mình cũng thích chứ các bạn. À, đặc biệt là những món điều khiển từ xa. Và hồi bữa mình có phát hiện ra và mình đặt được một cái em xe điều khiển từ xa 4 chiều luôn các bạn, tới lùi qua phải qua trái luôn, mà giá chỉ có 80k thôi, cực kỳ rẻ luôn các bạn. Và hôm nay hàng đã về tới rồi, cho nên là mình sẽ khui hộp và mở ra review trải nghiệm cho các bạn xem nha. Vài bữa nữa mình còn đặt thêm mấy cái nữa các bạn, các bạn nhớ đón xem những cái clip sau mình nha. Mình đặt cái đống xe điều khiển từ xa về luôn á. Rồi bây giờ thì con 80k này đã về tới, thì bây giờ mình sẽ review trước nha. Đây. Không biết các bạn như thế nào, còn riêng mình á, mình mua được em xe điều khiển từ xa mà 4 chiều mà giá 80k là rẻ các bạn. Tại vì thường mình đi ra ngoài chợ hoặc là ghé mấy shop đồ chơi mua á, là có mấy em điều khiển từ xa mà 4 chiều á, tầm giá trăm mấy trở lên không à. Mà sao em này 80 ngàn, không biết có phải hàng pha kem không. Đây. Tên tên, wow, một em siêu xe có màu vàng đỏ. Đó. Nó là tên gì không biết, nhìn cái mẫu này lạ quá. Mình không biết tên cho nên là mình đặt cho nó là em xe điều khiển 80k. Bên đây có cái bộ điều khiển nè các bạn. Rồi, hết rồi. Ở phía bên đây có một cái bảng hướng dẫn nè các bạn. Đó. Chạy thẳng nè, lùi sau nè, rẽ trái rẽ phải nè. Ôi, vậy là 4 chiều thiệt các bạn ơi. Còn bên đây là mẫu mã nè. Mẫu của mình là NO16327. Ui. Tèn, mình phải mở mấy con chốt nhựa này ra đó mới lấy ra được. Đây em xe của mình. Ui, cái bánh nó nhỏ quá các bạn ơi, cái gầm khá là thấp nha. Và đây là bộ điều khiển, cái bộ điều khiển nó cũng mini nữa các bạn, nhỏ xíu luôn. Cái bộ điều khiển này quá nhỏ so với cái bàn tay của mình, cầm một tay này các bạn thì được, cầm hai tay này nó nhỏ xíu luôn. Đúng là giá 80k mà. Đây để mình coi pin coi, mở ra. Mình sử dụng ba cục pin tiểu 1.5V các bạn ơi, không phải là pin sạc. Cũng phải rồi, cái này 80k mà nó điều khiển 4 chiều là cũng quá là ok rồi các bạn. Giờ mình sẽ lắp pin vô rồi chúng ta sẽ chạy thử nha. Ok. Ok các bạn ơi, mình đã lắp pin vô cho bộ điều khiển và em xe rồi. Giờ chúng ta sẽ test thử coi nha. Trước tiên thì mình quan sát là mình thấy hai bên này có hai cái đèn nè. Wow, 80k mà cũng có đèn nữa hả? Rồi, tới nè. Lùi nè. Lùi không cháy đèn các bạn ơi. Tới mới cháy đèn. Đó, cũng sáng quá ha. Rẽ phải nè. Đó. Phải nè. Lùi nè. Rẽ trái nè. Lùi nè. Rẽ trái nha. Đó, lùi. Rẽ trái nè. Lùi. Rẽ phải nè. Đó. Chạy nhanh lắm các bạn ơi, mình cảm giác nó cái xe nó cũng rất là trơn tru nha. Lùi nè. Tới nè. Lùi tới đây đi. Tới nè. Đó. Rất là mượt luôn. Chà, hàng này cũng ngon dữ ta. Bây giờ chúng ta sẽ đem ra ngoài đường chạy thử. Thì ở đây là một cái dốc nghiêng lên mặt đường nè các bạn. Giờ mình sẽ đặt em xe ở đây cho em nó leo lên thử coi nó leo lên nổi không. Động cơ 80k thì nó sẽ như thế nào. Lên. Không nổi các bạn ơi. Dốc này quá cao. Ý mình bắt chớp thì được nha. Nè. Lên nè. Đó các bạn thấy nó cháy đèn không? Mà vẫn không lên. Giờ mình sẽ hỗ trợ nó bắt chớp cho nó. Đó, lên đó, lên đó, lên đó. Có chớp lên các bạn ơi, có chớp lên, có chớp lên. Trời ơi nó xuống cái một luôn kìa. Lên nè. Không lên nổi dốc này các bạn ơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ lái em nói cho các bạn xem thử nha. Ê, nhanh hay chậm đây? Lên. Ôi. Ui đã chứ hả? Thanh niên 80k. Có nó xa kìa các bạn. Mình sẽ miết tuốt nắng luôn. Ôi ôi sống nó khỏe. 20m rồi đó các bạn. Ui có nó xa kìa. Béo dèo, béo dèo, béo dèo. Đó, lùi xe, lùi xe. Đó,
Rồi bao nhiêu? Cháy đèn nữa kìa bạn. Đó, đó. Có điều nó bo cua hay gắt nha các bạn. Nó đánh lái khá là mạnh luôn á. Có vẻ là nó chạy không được thẳng lắm các bạn. Đuôi nè. Các bạn thấy không? Mình chạy thẳng mà nó cứ quẹo nè. Em xe này tốc độ khá là ok. Còn cái đánh lái thì nó chưa chuẩn lắm nha. Giờ mình sẽ đánh lái thẳng lại đắng nè. Mình chỉ bấm thẳng thôi, không quẹo trái quẹo phải gì hết. Đi nè. Xe này bị lỗi nhẹ các bạn. Nói chung 80k chạy này cũng ok nha. Nhưng mà mình phải chịu khó điều khiển qua lại qua lại qua lại. Chứ mà mình chạy thẳng là nó không thẳng được rồi đó. Chạy thẳng là nó cứ quẹo. Đây, nó quẹo nè. Bây giờ mình phải điều khiển nó mới được. Thấy không? Chạy thẳng chút xíu là quẹo à. Mình phải bóp qua phải. Đó. Được cái là nó điều khiển khá là xa nha. Chạy cũng nhanh. Có đèn nữa. Em này chạy không được thẳng lắm. Đó. Còn bộ điều khiển thì khá là nhỏ các bạn ơi. Thì mình cũng đã test xong em xe này các bạn. Thì nhìn chung là em xe này á, chạy cho đỡ ghiền thì được các bạn. Chưa có tiền mình chơi em xe này cũng khá là ok. Nó có 4 chiều thì mình chạy nó cũng có cảm giác lái. Nếu mình chưa có tiền thì mình mua con xe này về mình chơi cũng đỡ ghiền nha các bạn. Còn nào có tiền thì mình sẽ mua con xe mắc tiền hơn một chút. Ok, thì nếu các bạn thích video này hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Bây giờ thì mình cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.